Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về công cụ điện này ha. Anh em lưu ý là dòng điện 100V nha. À, dòng điện 100V. Thì có một cái gomen nè, cho anh em mình đi làm hoặc là đi cắm trại vậy ha. Rồi anh em mua thì chuyển khoản đủ em bao ship nha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi giới thiệu cho anh em là con này. Đó, rất là mới nha. Con này như có xài lướt nha. Em thấy nó có dính nè. Chạy ha. Rồi con này bán giá 180.000 nha anh em ha. 180. Con này chắc con này 250. Để trong đây 250 50 này chắc. Con này chắc cả lít dữ. Đó, còn hộp rồi luôn nha anh em. Đó rồi, cái gomen. Còn trong hộp, trong bọc nè, để vô thùng luôn ha. Đó. 180.000. Rồi giới thiệu cho anh em tiếp tục là một con mài nước, mài dao ha. Ngoại hình như hình nha, con này bán giá 1.500.000 anh em, 1.500.000 ha. Đó, 1.500.000 mài nước nha, còn cử rồi luôn anh em, 1.500.000 chuyển khoản đủ bao ship à. Rồi, anh em lưu ý là dòng điện 100V nha, đá này mài rất là ít nha anh em. Điện 100V. Đây. Anh em lưu ý dòng điện 100V nha. Tem led đồ ngon lành ha. Đây, test nè. Đó, cái máy tua rất là chậm à. Dùng mày dao mày kéo nè, cử rồi còn luôn nha. Rồi, 1.500.000 à, chuyển khoản đủ bao ship nha anh em.